Xin chào các bạn, chúng ta lại cùng đến với chương mục S Update của Essential. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng tổng hợp về sự kiện WWDC năm 2016 của Apple. Sự kiện này thì diễn ra trong thời điểm mà có đến 2 trận đấu thuộc vòng bảng của Euro 2016 đang diễn ra. Chính vì thế mà rất nhiều người đã bỏ qua nó. Vì thế mà hôm nay chúng ta sẽ cùng điểm lại những diễn biến chính nhất của sự kiện này. Và theo một cách không bình thường, đó là đầu tiên chúng ta sẽ không nói đến những sự kiện, những sản phẩm chính được ra mắt tại WWDC, mà chúng ta sẽ nói về một thứ mà Tim Cook đã đề cập ở ngay những câu nói đầu tiên của sự kiện này. Đó là về vụ xả súng kinh hoàng tại Orlando, bang Florida của Mỹ đã khiến cho hàng chục người thiệt mạng. Và đây là một vụ xả súng diễn ra tại một hộp đêm của những người đồng tính. Chính vì thế mà phát ngôn của Tim Cook được xem là một phát ngôn rất là có giá trị. Phát biểu về vụ xả súng làm cho đến 50 người thiệt mạng và 53 người bị thương vừa rồi, Tim Cook đã nói: "Đó là hành vi khủng bố và căm ghét đầy vô cảm và táng tận lương tâm nhằm mục đích chia rẽ và phá hoại. Cộng đồng Apple được tạo thành từ những người trên khắp thế giới, từ mọi địa vị khác nhau và mọi cách nhìn khác nhau. Chúng tôi ngợi ca tính đa dạng. Nó giúp chúng tôi mạnh mẽ hơn và thúc đẩy mọi người tiến lên phía trước." Đây được xem là một phát biểu không chỉ dành cho cộng đồng những người đồng tính, mà Tim Cook là một trong số đó, mà nó còn dành cho cả thế giới trước vụ việc được xem là một trong số những thảm kịch kinh hoàng nhất trong lịch sử nước Mỹ. Còn bây giờ hãy cùng trở lại với trọng tâm của sự kiện năm nay. iOS 10 chắc chắn là điểm nhấn thú vị và đáng giá nhất khi mà chúng ta nói đến toàn bộ sự kiện WWDC năm nay. Và một video của Tân Một Cú thì cũng đã giúp cho các bạn có những phân tích rất là chi tiết về những đặc điểm được xem là nổi trội nhất của hệ điều hành này. Bây giờ chúng ta sẽ cùng điểm lại nó. Và trước tiên, hãy bắt đầu với tính năng được xem là hấp dẫn và có nhiều điểm cải tiến đáng giá nhất trên iOS 10, đó chính là iMessage. iMessage có những cải tiến nhỏ nhưng mà được tán thưởng rất là nhiệt liệt. Các đường link đính kèm trong đoạn tin nhắn thì có sức sống, như là khi gửi một đường link YouTube thì đoạn video sẽ tự chạy. Hay là khi gửi link bài hát ở trên Apple Music thì bạn có thể nghe nhạc mà không cần phải rời khỏi iMessage. Biểu tượng emoji thì được phóng to lên gấp 3 lần bình thường. Tính năng tiên đoán từ ngữ còn giúp bạn thay thế từ ngữ có trong đoạn tin nhắn bằng emoji phù hợp mà máy đoán được. Ví dụ như là ở đoạn video minh họa đang hiện ở trên màn hình, thay thế cho những từ ngữ như là bóng rổ, pizza, taco hay là phim, chúng ta sẽ chỉ cần chạm vào biểu tượng emoji là chúng sẽ biến trở thành emoji. Và nếu muốn gửi gì bí mật thì tính năng Invisible Ink sẽ giấu tin nhắn đi bằng một lớp mực phủ lên và còn động đậy nữa. Đối phương khi nhận được tin nhắn muốn biết có gì bất ngờ ở đằng sau thì chỉ cần vuốt tay qua thì toàn bộ nội dung chữ hoặc hình ảnh sẽ hiện ra. Bạn có thể phản ứng lại tin nhắn vừa nhận bằng các biểu tượng cảm xúc như là thích, ghét, yêu, cười, thắc mắc bằng tính năng có tên là Tapback. Hiệu ứng tin nhắn ví dụ như là chúc mừng năm mới thì có thể hiển thị toàn màn hình dựa theo nội dung mà bạn nhắn gì. Ngoài ra thì trong một nỗ lực học tập Facebook và WhatsApp thì bạn còn có thể viết hay là vẽ gì tùy ý lên màn hình và gửi nó thành các sticker cho tin nhắn cùng với rất nhiều bộ sticker khác đã có sẵn. Và đây cũng là một tính năng mới khác và học tập từ những ứng dụng OTT như là Facebook và WhatsApp. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng lướt qua một số cải tiến nhỏ nhỏ khác nhưng cũng được xem là rất có giá trị ở trên iOS 10. Ví dụ như đây, khi mà mở màn hình khóa ra thì chúng ta có thể vuốt sang bên này và đây có một hàng widget, hay là vuốt sang tiếp theo thì có thể mở nhanh sang camera. Cùng với đó thì những tính năng khác như là thanh thông báo hay là Siri cũng đem lại rất nhiều những cải tiến có giá trị khác, và chúng ta còn thấy cả những sự thay đổi khác trên các ứng dụng cốt lõi nữa. iOS 10 thì không thoát khỏi giao diện màn hình chờ chỉ toàn biểu tượng ứng dụng. Nhưng Apple thì có cách khác. Màn hình khóa chứa đựng nhiều thông tin xem trước hơn. Với mỗi thông báo, bạn chỉ cần chạm 3D touch vào thông báo thì phần nội dung chi tiết cùng hành động trong thông báo đó sẽ hiện ra và chúng ta sẽ không cần phải vào hẳn ứng dụng. Màn hình khóa cũng có thể vuốt qua phải để bật camera hay vuốt qua trái để đến với các dãy widget thông tin khác nhau. 3D touch với khả năng nhấn giữ theo mức độ thì cũng giúp bạn xóa nhanh toàn bộ nội dung trên thanh thông báo. Một tính năng dù nhỏ nhưng mà trong khi Android đã có từ hơn 6 năm nay thì Apple đến bây giờ mới chịu làm. Với Siri, công cụ Siri Kit giúp cho các nhà phát triển của bên ngoài có thể kết nối ứng dụng của họ với Siri. Như là ví dụ về ứng dụng nhắn tin WeChat, chúng ta có thể ra lệnh cho nhắn tin WeChat ngay trực tiếp từ Siri. Bàn phím ở trên iOS 10 cũng mang theo trí thông minh của Siri để có thể gợi ý nội dung đoạn văn bản tiếp theo. Hay là trong tin nhắn, nó tự động gợi ý câu trả lời dựa theo thứ mà người ở đầu dây bên kia đã gửi cho bạn. Trình xem ảnh thì học tập rất nhiều từ ứng dụng Photos của Google khi nó bổ sung được khả năng tập hợp ảnh bằng nhận diện khuôn mặt và khung cảnh. Chỉ có điều khác là trong khi Apple tiếp tục cam kết sẽ xử lý dữ liệu trong nội bộ máy chứ không phải thực hiện ở trên mạng Internet rồi tiện thể thu thập luôn cả dữ liệu người dùng như là Google. Chúng ta còn có tính năng Memory giúp hiển thị lại những hình ảnh mà bạn có thể đã quên, rồi còn tập hợp ảnh theo chủ đề hoàn toàn là tự động. Và những thứ này thì đã được Tân Một Cú chia sẻ. Và một điểm đáng chú ý khác đó là Apple cho phép người dùng xóa bớt những ứng dụng gốc trong máy ít dùng đến, cụ thể như là theo danh sách đang hiện ở trên màn hình. Xóa hết chúng sẽ giúp cho bạn tiết kiệm được 150MB bộ nhớ của máy. Tuy nhiên thì nó sẽ gây ra nguy cơ ảnh hưởng đến các chức năng của hệ thống. Trong một phần thời lượng giới hạn của S-Update, chúng ta sẽ dừng lại phần điểm về iOS 10 tại đây. Và nếu như các bạn thích thì hãy ngay từ bây giờ tải phiên bản iOS 10 Beta 1 về và có thể trải nghiệm nó. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng nói đến những cải tiến dành cho hai hệ điều hành trên đồng hồ và trên máy tính, đó là WatchOS 3
và Mac OS. Hệ điều hành Watch OS 3 cho đồng hồ thì cũng mang đến rất là nhiều những nâng cấp. Ứng dụng sẽ bật lên nhanh hơn, có thể chạy nền và cập nhật thông tin ở dưới nền. Khi chuyển từ cạnh dưới màn hình lên, đồng hồ cũng sẽ có một thanh control center với hàng nút bật tắt nhanh như ở điện thoại. Nút bấm ở bên cạnh đồng hồ thì đến giờ đây được gọi tên là Dock Button, giúp quản lý ứng dụng yêu thích hay là quản lý đa nhiệm. Bạn còn có thể vẽ lên màn hình để trả lời tin nhắn bằng các thứ tiếng như là tiếng Anh hay là tiếng Trung. Người dùng đồng hồ còn được chăm sóc tận răng với khả năng chia sẻ được tiến trình tập luyện của mình với bạn bè, được đo nhịp thở. Và riêng tại Mỹ, khi giữ nút bên cạnh đồng hồ và kết nối Wi-Fi, bạn có thể trực tiếp gọi đến số điện thoại khẩn cấp 911. Chưa hết, khi đeo đồng hồ vào gần máy Mac, đồng hồ có thể giúp đăng nhập với máy tính mà không cần phải qua bước nhập mật khẩu. Còn với hệ điều hành máy tính Mac OS, đây là tên gọi mới của OS X và phiên bản mới mang tên là Sierra cũng được bổ sung hàng loạt những thứ mới, tiêu biểu thì có tìm kiếm bằng Siri giống hệt như cách mà Cortana được tích hợp trong Windows 10. Bên cạnh mở khóa tự động khi ở gần đồng hồ, nó được bổ sung tính năng sao chép bất kỳ hình ảnh, video hoặc tin nhắn từ một thiết bị Apple nào khác sang máy Mac. Tính năng thanh toán Apple Pay cũng sẽ dùng được ở trên trình duyệt Safari. Bên cạnh khả năng mới khác nữa là thu nhỏ được đoạn video đang phát trực tuyến để dành cho không gian làm việc khác. Bộ nhớ đám mây iCloud Drive ngoài chức năng đồng bộ thì sẽ có một thứ mới, đó là bộ nhớ tối ưu, giúp tự động dọn bớt rác, bản lưu file cũ hay là các dữ liệu dư thừa mà bạn không cần trong máy tính như là một bộ phim đã từng xem, một email với quá nhiều file đính kèm, vân vân. Theo thử nghiệm thì nó có thể giúp một máy tính đang từ chỉ có khoảng 20GB bộ nhớ trống tăng thêm được dung lượng lên thành 150GB. Hiện tại thì hai hệ điều hành dành cho các thiết bị di động là iOS 10 và WatchOS 3 thì đã được đưa đến với người dùng cuối cùng qua dạng thử nghiệm. Còn hệ điều hành dành cho máy tính đó là macOS Sierra thì sẽ phải đến tháng 7 mới có phiên bản thử nghiệm. Và các hệ điều hành này thì cũng sẽ chính thức được tung ra vào những sự kiện mà Apple tung ra các sản phẩm phần cứng mới. Đó là sẽ ra vào tháng 9 và tháng 10 tới đây, rất là sớm thôi. Sự kiện WWDC năm nay có thể được xem là rất đáng hài lòng và chúng ta có thể xem là trong thời gian tới các thiết bị Apple sẽ còn tiếp tục phát huy nhiều khả năng hơn nữa của nó. Đó là phần tổng hợp của S Update tuần này. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.